Xin chào các bạn, đây là cây Yamaha CLP745 DW. DW là màu của nó, viết tắt của từ là Dark Walnut. Walnut là gỗ cây óc chó và Dark là màu tối. Thì màu này rất là đẹp các bạn ạ. Rồi Hoàng đang tuyển lựa cây này rất là còn rất là mới, sản xuất năm 2021. Đấy, rất là mới, đã chuẩn bị lên đường đi Phan Thiết cho một người bạn của Hoàng. Đẹp chưa? À, khoảng 5 giờ anh tới rồi nha, vậy bây giờ anh xuất phát đi nha. Ok, đã, dạ, bye bye. Rồi, bây giờ là Hoàng bắt đầu đi giao cái cây CLP745 cho một người bạn của Hoàng ở ngoài Phan Thiết. Khoảng ở 2 tiếng thôi, hơn 2 tiếng chút xíu là sẽ đến được thành phố Phan Thiết rồi. Kỳ này là Hoàng sẽ đi giao cây đàn này cho một cái cô bạn, cô nhỏ hơn Hoàng nên gọi là cô em đi. Thì đây là một cô giáo có một cái trường Anh ngữ rất là lớn ở ngoài Phan Thiết, rất là thành công đó. Thì cách đây năm 2020 là đã mua 2 cây rồi. Cây một cho gia đình cố, một cây cho gia đình chị đó. Thì bây giờ con của cố lớn hơn và có 2 đứa nên là bây giờ quyết định mua thêm để 2 đứa khỏi phải cạnh tranh nhau đó. Thấy chưa, Hoàng thấy là cái người lớn mình á, đôi khi mình quên mất mình mua cái iPhone hay mình mua cái gì đó mấy chục triệu rất là đơn giản, tuy nhiên đi mua một cây đàn cho con á, thì cứ suy nghĩ tới suy nghĩ lui rồi cứ chọn cái cây rẻ rẻ thôi, rẻ rẻ sợ nó không có theo rồi bỏ uổng. Trời ơi, cứ nghĩ như vậy hồi bao giờ con mình mới được một cái đàn cho nó đàng hoàng các bạn. Thành ra là các bạn mua iPhone bao nhiêu tiền thì các bạn cứ phải để tiền đó mua cho con. Bởi vì iPhone ai cũng có rồi, toàn là đi nâng cấp không à. Trong khi đó con mình thì xài cái đàn dở dở cùi cùi. Đó, cứ phải đầu tư mạnh dạn đấy các bạn. Rồi bây giờ đã tới được cái trường của nhà cổ rồi, chuẩn bị khiêng lên thôi. Trời, mua đàn cho con hả con? Phải mua đàn cho con không? Đói, có đàn bài kia con biếm vàng đi. Đâu kia con biếm vàng. Chức năng thì rất là đơn giản. Rồi đây là cái tiếng, đây là cái tiếng. Hai cái tiếng mà xịn nhất của cái hãng này á, là họ gắn vào, nên là đầu tiên nó hiện lên là CFX Grand này. Mở lên là nó. Chủ yếu mình sẽ dùng cái này nè, voice. Đó, trong cái voice nó, cái bộ của nó thì mình cứ theo cái điều hướng này nè, qua phải. Chẳng hạn Grand, World Grand này nó có chấm chấm chấm, mỗi chấm là một tiếng. À, mình chuyển qua. Đó, nó ra quá trời tiếng luôn nè, quá chừng tiếng luôn. Đó. Ví dụ mình đang ở một cái tiếng gì đó. Mình muốn quay về nhanh nhất cái tiếng mà mình thích. Wow. Nhấn phát. Đúng rồi. Là nó đi về tiếng CFX liền. Rồi chắc là chỉ như vậy, còn giỏi lắm là chắc tới metronome thôi. Là để cho giữ nhịp. Khi giữ nhịp như vậy thì chỉnh tốc độ bằng cách chạy qua chạy lại. Rồi mình không nhấn stop. Rồi còn cái này nhưng mà chắc chưa xài tới đâu. Ha, cái này ở nhà, cái đàn nhạc của nó rồi. Có. Nó chỉnh ở phía trước này nè. Đúng, 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 đúng. Nhưng mà chắc là chưa xài tới đâu. Cái bass của nó rất là rền. Cái hãng này đặc trưng á, là cái tiếng của nó rất là giống. Cái tiếng của nó rất là giống luôn. Thank you.
đàn luôn. Thử không? Thử luôn đi. Thử đi. Chị Hai kìa. Không ai thử hết nên là thôi chú Hoàng đi về đây. Trước khi về chú Hoàng phải ghé ăn bánh xèo cây xoài. Ồ, đây là một cái quán mà hai bữa trước bạn Hoàng đã dắt đến ăn. Hôm nay tiện thể đi vào đàn lại ghé lần nữa. Ngon lắm các bạn ạ. Sẽ còn đây. Ở đây con mới ăn cách đây có hai bữa cơ. Nay có công chuyện đi ra lại ghé ăn tiếp. Quán rất là sạch sẽ các bạn. À, Hoàng review cái quán này cho các bạn để ai mà đi qua Phan Thiết mà muốn ghé ăn thử á, thì ghé quán quán cây xoài nha các bạn ạ. Quán cây xoài. Và đồ ăn tính ra là một dĩa 4 bánh có 50 ngàn thôi. Rẻ lắm. Ăn 4 bánh đó cũng đủ no đó các bạn. Ai mà ăn nhiều á, thì có thể ăn được 2 dĩa, tức là 8 bánh. Đấy, thích lắm. Rồi, ăn xong thì đi về thôi. Nhưng mà chắc là bây giờ Hoàng chạy ra biển, Hoàng đi dạo tí bởi vì mới ăn xong. Mình đi dạo biển một tí nha. Ồ, biển thì bây giờ ra là trời tối rồi. Và gió hôm nay sao mạnh dữ. Thổi mạnh ơi là mạnh luôn. Rồi, mình ngắm biển, mình đi dạo chút. Rồi mình bắt đầu lên xe về lại Sài Gòn. Xin chào các bạn, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip của Hoàng nha. Nếu có nhu cầu mua đàn thì hoặc là bạn bè của các bạn cần mua đàn á thì nhớ mua ủng hộ Hoàng nha. Cảm ơn, xin chào các bạn.